quý vị và các bạn, cuộc sống càng phát triển thì kéo theo nhu cầu về cái đẹp cũng đa dạng và phong phú hơn. Những năm gần đây, xu hướng tranh tường phát triển ngày càng nhiều và góp phần làm đẹp cho phố phường, trường học, không gian quán và kể cả trong không gian gia đình. Trong văn học nghệ thuật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về tranh tường và sự phát triển của tranh tường hiện nay. Tranh tường tại Việt Nam xuất hiện nhiều trong khoảng 10 năm trở lại đây và đánh dấu một thời kỳ phát triển mới của nghệ thuật tranh tường. Đầu tiên, tranh tường phát triển ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lại nổi tiếng và để lại dấu ấn khi xuất hiện ở các thành phố biển, các làng biển và trở thành những điểm tham quan của khách du lịch. Đến nay, nhu cầu tranh tường trở nên phong phú và đa dạng hơn khi xuất hiện nhiều tại đường phố, trường mầm non, không gian quán và cả trong gia đình. Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tranh tường cũng đã xuất hiện như một lẽ phát triển tự nhiên, nhiều nhất vẫn là ở các không gian như trường mẫu giáo, các nhà hàng, quán cà phê, v.v. Tranh tường với nhiều phong cách khác nhau đã tạo nên một sắc màu mới đầy hấp dẫn cho thành phố Buôn Ma Thuột. Chúng tôi đã theo chân một nhóm vẽ để tìm hiểu về nghệ thuật vẽ tranh tường, đó là nhóm vẽ tranh tường Thanh Hà Buôn Ma Thuột. Địa điểm mà nhóm đang làm việc đó là trường mầm non Ban Mê, một ngôi trường vừa mới được xây dựng và đi vào hoạt động tại địa bàn phường E Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Những bức tường màu trắng khô khan đã được thay bằng những hình ảnh sống động từ biển, từ thiên nhiên, cây cỏ, những con vật ngộ nghĩnh, là hình ảnh đẹp đẽ và thân thương của cô giáo và các em học sinh. Bên cạnh đó là hình ảnh của các nhân vật trong truyện cổ tích. Tất cả đã tạo nên sắc màu mới, một không gian mới mẻ cho ngôi trường, kích thích sự hào hứng của các em khi đến với ngôi trường này. Theo cô hiệu trưởng, những bức tranh tường cũng là một phần trong giáo dục thẩm mỹ và nhận biết thế giới xung quanh cho các em. Cái việc mà tại sao lại vẽ tranh ở trường mầm non thì tôi nghĩ là đó là một trong những cái lĩnh vực phát triển về thẩm mỹ cho trẻ. Và những cái bức tranh ở khắp mọi nơi như thế thì nó đập vào cái thị hiếu của đứa trẻ và cái tâm lý đó, cái tâm lý rất là những cái màu sắc chủ đạo như là xanh, đỏ, tím, vàng gì đấy thì nó là một trong những cái mà nó mời gọi đứa trẻ tới trường. Ví dụ như bước vào cổng trường thì có những cái bức tranh sống động như thế thì nó đánh vào tâm lý đứa trẻ. Đứa trẻ thì mong muốn là được đi học và tới đây thì ở xung quanh thì tại sao lại các cô lại muốn vẽ như thế này? Là vì là những cái màu sắc như thế này thì là một trong những cái hoạt động tạo hình của trường mầm non, của lớp mầm non, của trường mầm non, đặc biệt là mẫu giáo trở lên. Thì các cháu được học và được sử dụng các cái màu sắc. Và đây là một trong những cái hình ảnh đó thì nó tạo cho trẻ những cái lòng sự đam mê về tạo hình cũng như là giáo dục trẻ cái hay cái đẹp ở trong cuộc sống này. Thì từ những bông hoa hay là những cái bức hình thì nó gieo vào lòng những cái đứa trẻ là cái niềm yêu thích nghệ thuật. Ngoài các trường mầm non thì không gian nhà hàng, quán cà phê, thậm chí không gian gia đình cũng đã xuất hiện tranh tường. Mỗi một không gian đều có những phong cách khác nhau, có những bức cần phải nghệ thuật và chi tiết hơn, hoặc có những bức thì chỉ cần đơn giản, nhẹ nhàng. Điều rõ nhất là sự tươi mới, hào hứng mà những khách hàng bắt gặp khi vào quán. Tùy theo mỗi độ tuổi thì có những cách thể hiện khác nhau, có người lẳng lặng xem tranh, ngồi bên cạnh bức tranh để có cảm giác thư thái, còn những người trẻ hơn thì thích những gam màu mạnh mẽ hay ấn tượng, hoặc cũng có thể lãng mạn để họ có thể chụp hình, đăng ảnh trên các trang mạng xã hội. Đối với tôi thì một cái quán cà phê thì phải có cái cảnh quan, rồi có cái sự thu hút đối với khách. Ngoài những cái mà cây cối hoặc là trang trí thì mình thấy tranh tường là một cái hình thức nghệ thuật rất là đáng chú ý. Thì khi mà tôi mở rộng cái quán cà phê thì tôi cũng có suy nghĩ đến một số cái hình thức trang trí. Thì tôi cân nhắc cái hình thức tranh tường, thì tại vì tôi thấy nó là đẹp và có mang tính nghệ thuật á, nên là sau khi mà tìm hiểu ở trên mạng rồi tìm hiểu bạn bè thì tôi lưu ý đến cái nhóm tranh Thanh Hà. Thì sau khi mà làm việc thì tôi rất là tin tưởng, tại vì là qua những cái tác phẩm mà họ thể hiện thì tôi thấy rất là đẹp, đặc biệt là có hồn á. Xong rồi sau đó thì sau khi mà họ hoàn thành cái bức tranh tường thì thật sự tôi rất là hài lòng về cái cảm quan nghệ thuật của họ, tại vì là bức tranh của họ vẽ nó có chiều sâu và phối màu sắc đồ rất là phù hợp với cái khung cảnh của quán tôi.
thêm nữa là cái thái độ làm việc rất là cầu thị, tức là khi mà mình có cái sự trao đổi giữa giữa người vẽ và cái người chủ quán á, thì họ tiếp thu và họ có cái sự tư vấn cho mình á, để mà mang lại cái hiệu quả tốt nhất á, thì sau khi mà công trình hoàn thành thì tôi rất là hài lòng. Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tranh tường cũng đã xuất hiện tại một số gia đình, tuy số lượng còn ít ỏi. Chị Vi Thị Hiền, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột là một trong những người quyết định đưa tranh tường vào không gian gia đình. Khi xây ngôi nhà mới, chị cũng tham khảo nhiều về xu hướng tranh tường, chị cũng có một chút yêu cầu về bức tranh và cuối cùng một bức tranh có màu hoa tím chị yêu thích đã hoàn thành. Tôi tìm hiểu nhiều về cái tranh tường và tôi thấy nó cũng rất là đa dạng và đẹp. Và tôi được một người bạn giới thiệu cho là vợ chồng bạn Thanh Hà đến bạn thiết kế và vẽ. Và tôi chỉ lên ý tưởng và các bạn đã phác họa ra một bức tranh. Và khi vẽ lên thì tôi thấy rất là hài lòng. Về cái cây hoa bằng lăng tím này thì thật sự là tôi rất yêu màu tím. Từ bé là tôi đã gắn liền với cái tuổi thơ của tôi là gắn liền với cái hoa sim tím. Cho nên là tôi từ đó là nó ăn sâu vào trong tim tôi. Và tôi thích màu tím nên là tôi yêu cầu các bạn ấy vẽ cái cây bằng lăng tím. Còn cái ý tưởng thì cũng do bạn vợ chồng bạn Hà phác họa lên. Và tôi nhìn thấy nó rất là hài hòa và rất là đẹp. Nên tôi rất là hài lòng với bức tranh này. Thưa quý vị và các bạn, người họa sĩ vẽ tranh tường như những người thợ chăm chỉ, chấp nhận điều kiện làm việc vất vả. Và điều họ nhận về là những tác phẩm nghệ thuật cho đời, làm nên diện mạo cuộc sống hiện đại tươi mới và cá tính. Sau đây mời quý vị và các bạn tìm hiểu sâu hơn về công việc của những người vẽ tranh tường. Chúng ta cùng theo dõi. Để có được một bức tranh tường cũng không phải là đơn giản. Khác với các thể loại khác có thể sáng tác trong nhà, sáng tác tranh tường phải chấp nhận ở nhiều địa điểm khác nhau, chấp nhận nắng gió và cả độ cao. Theo anh Nguyễn Hùng, nhóm vẽ tranh tường Thanh Hà Buôn Ma Thuột thì vẽ tranh tường cũng phải trải qua nhiều bước mới có được một tác phẩm hoàn chỉnh. Đầu tiên là xử lý bề mặt bức tường, sau đó phác họa bức tranh lên tường. Công đoạn này đòi hỏi người họa sĩ phải có khả năng kiểm soát tốt về bố cục, không gian, hình họa, phối cảnh tốt để có thể tạo nên một bức tranh đẹp, hài hòa. Do vẽ trên tường thường là những bức tranh lớn lại phải phù hợp hoặc tận dụng được hình dáng của bức tường. Sau khi phác hình xong sẽ đến công đoạn lót tranh, sau đó sẽ đến phần sắp xếp chi tiết để tạo điểm nhấn cho bức tranh. Phần này yêu cầu người vẽ phải có khả năng sắp xếp bố cục tốt, giữ vào vị trí của tường, không gian cần vẽ để có những sắp xếp phù hợp. Đây là chi tiết của tranh, yêu cầu người vẽ có khả năng tả thực tốt để có thể tả kỹ và làm sắc nét nhất các phần điểm nhấn. Sau khi hoàn thành cơ bản bức tranh, họa sĩ sẽ kiểm tra, chỉnh sửa, nhấn nhá lại tổng thể một lần nữa để bức tranh đạt được độ thẩm mỹ và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Đa phần khi mà bắt đầu một bức tường mà khách bàn giao là một bức tường phẳng phiu. Khi mà lên ý tưởng bố cục ấy là mình có tham khảo cái ý kiến và nội dung. Tham khảo ý kiến nội dung của chủ xong bắt đầu là mình lên bố cục xong là giao cho cả mấy đứa em trong nhóm hay là tập trung phác cả lót. Lót xong thì bắt đầu mình là khâu nhân nhắc cuối cùng. Nói chung là công đoạn hoàn thiện tranh là quan trọng nhất, bởi vì cái đấy là nó tạo lên cái bức tranh nó có sắc nét hay là nó có ok tổng thể không. Thế thì công đoạn mà phác họa nó quan trọng. Lên bố cục quan trọng chứ, có nghĩa là mình lên bố cục tổng thể xong giao cho các mấy em phụ lót ấy, xong khâu hoàn thiện cuối cùng là mình làm. Tranh tường hiện nay có một sức hấp dẫn không hề nhỏ, có thể vẽ theo mẫu hoặc tự sáng tạo dựa vào yêu cầu khách hàng. Tranh có nhiều thể loại, nhưng theo chị Hà Thị Thanh, nhóm vẽ tranh tường Thanh Hà Buôn Ma Thuột thì phổ biến vẫn là tranh 3D. Đây là một dòng tranh phát triển theo xu hướng thị trường, đặc biệt là 3D tương tác rất được giới trẻ ưa chuộng. Có thể nói từ sự khéo léo của đôi bàn tay và sự sáng tạo của trí óc đã cho ra đời những tác phẩm tranh tường đầy nghệ thuật, có thể làm đẹp cho đời, phục vụ nhu cầu đa dạng của thị trường. Khi mà khách hàng mà liên hệ với tụi em thì sẽ đưa ra một cái ý tưởng, một sở thích, một cái yêu cầu riêng của mỗi một khách hàng nó sẽ khác nhau. Và tụi em sẽ dựa ở trên cơ sở đó để và mình thực tế với cái bức tường, cái không gian của quán hay nhà ở
để mình có thể đưa ra những cái sự sáng tạo của người vẽ ở trong bức tranh đó, để thể hiện vừa thể hiện được nội dung rồi ý nghĩa của bức tranh đối với gia chủ, và thể hiện được cái cá tính và nét vẽ riêng của nhóm mình. Vẽ tranh tường là một nghề khá vất vả, để gắn bó với nghề là sự vươn lên không ngừng. Ngoài tay nghề còn phải chịu được nắng, gió, khắc nghiệt của môi trường, địa hình làm việc. Theo chị Thanh thì nữ giới còn phải chịu một khó khăn nữa, đó là thử thách độ cao khi thực hiện trên những bức tường cao hoặc tường lầu, đứng trên 2 đến 3 tầng giáo là chuyện bình thường. Vì vậy nếu không có sự đam mê hay tinh thần chinh phục khó khăn thì cũng rất dễ bỏ cuộc. Theo chị Thanh, người này càng lao động thì tay nghề càng được trau dồi, nâng cao. Và câu chuyện của chính vợ chồng chị đã phần nào chứng minh cho điều đó. Xuất phát điểm của anh Hùng là một thanh niên nông thôn, được học nghề vẽ một năm ở Hải Dương, sau đó vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Hơn 10 năm làm việc ở thành phố lớn là môi trường quý giá để tay nghề của anh Hùng phát triển và có thể sống được với nghề như bây giờ. Còn chị Thanh là học trò đầu tiên của anh Hùng và chị cũng đã gắn bó với nghề vẽ được 2 năm. Bằng sự tự học không ngừng nghỉ, giờ đây hai vợ chồng anh chị Thanh Hùng đã chứng minh khả năng của mình thông qua những tác phẩm. Hiện nay nhóm vẽ Thanh Hà cũng đã có nhiều học trò theo học nghề. Bằng câu chuyện giản dị của vợ chồng trong nghề vẽ tranh tường, chị Thanh luôn mong các học trò của mình cũng vượt khó vươn lên và sống được với nghề, cũng như cùng nhau phát triển nghề vẽ tranh tường tại Đắk Lắk. Dạ, bên em nhận đào tạo học viên thì là các bạn sẽ theo em là đi thực tế và vẽ trực tiếp. Thì sẽ đào tạo từ bước cơ bản là những cái khâu đầu tiên là dựng hình, trong hội họa thì nó nhiều nhưng mà tranh tường thì các bạn sẽ được học phát hình, sau đó mình sẽ phối màu, cách cầm cọ, đi cọ, và dần dần tiếp xúc nhiều thì các bạn sẽ quen với cái công việc của mình và dần dần sẽ vẽ được từ đơn giản tới phức tạp. Theo thời gian thì cái công việc này là mình thực tế với tranh vẽ trực tiếp nhiều. Thì có những thứ thì các bạn có thể là mình phát huy được những cái có sẵn trong mình á. Mình cảm nhận về màu sắc hay không gian thì nhiều bạn tự sáng tạo và mình thể hiện và vẽ được. Nhiều bạn cũng rất là nhanh, khoảng 1-2 tháng là có thể đi phụ và đi làm được rồi. Qua quá trình tôi đi học vẽ tranh tường bên nhóm Thanh Hà thì tôi cảm thấy là mình có khả năng phát triển được bản thân. Tôi cũng là một con người rất là đam mê về nghệ thuật, nhưng mà nhờ sự xúc tác của anh chị, sự giúp đỡ và rất là tận tình, tôi thấy mình có một sự tiến bộ ở trong nghệ thuật. Tôi cảm thấy rất là vui, rất là yêu thích cái công việc này. Tôi sẽ rất phải học và phải cố gắng trong tương lai để trau dồi mình một kiến thức cũng như trình độ nghề vững hơn, để có thể sau này góp thêm những bức ảnh nghệ thuật, trang trí những quán xá hoặc là đường phố trở nên tươi đẹp. Theo chị Hà Thị Thanh, chất liệu sử dụng trên tranh tường là những chất liệu cơ bản nhưng phổ biến nhất vẫn là sử dụng màu acrylic, vì chất liệu này an toàn và không độc hại, phù hợp với các môi trường nhà trẻ, gia đình, nhà hàng, v.v. Các bức tranh sau khi đã được nghiệm thu đều được bảo hành bằng keo chống thấm, keo bóng chuyên dụng cho tranh tường và được bảo hành từ 1 đến 2 năm. Tại thành phố Buôn Ma Thuột hiện có rất nhiều nhóm vẽ và đây đang là một nghề rất được quan tâm và được đánh giá là có thị trường phát triển tốt. Sự phát triển của tranh tường cũng phản ánh xu hướng thị hiếu thẩm mỹ của công chúng, và những họa sĩ vẽ tranh tường cũng đang góp phần giúp cho mỹ thuật mang tính đại chúng hơn, gần gũi hơn, hiện đại và đa dạng hơn. Trong văn học nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.